rem hôn, cà rem hôn mấy đứa nhỏ ơi. Bữa nay cô Như Vlog chỉ tụi con làm cái món cà rem dễ nhất hành tinh. Chỉ cần một bịch sữa với một cây bánh Oreo. Đầu tiên đổ hết bánh Oreo ra, kiếm giùm cô Như một cái túi zip, bỏ hết bánh vô đây nha mấy con. Sau đó là dùng một cái cây đập dẹp, đập tới chừng nào bánh nát nhừ như tương là được nha mấy con ơi. Đó, đơn giản. Xong sau đó rồi sẽ cắt hai cái vỏ Oreo ra một chút làm cho đẹp. Còn dư thì dùng cái bịch màu trắng để hết bánh Oreo vào đó nghe. Tiếp theo là dùng sữa tươi đổ vô thôi, vậy là xong kem rồi đó. Các mẹ bỉm nè, có thể làm cho con của mình ăn ở nhà vừa hợp vệ sinh, an toàn mà rất là ngon luôn nghe. Đây là bí quyết của tôi đó. Rồi xong sau đó tôi sẽ dùng những cái que cắm vào như thế này, thế là thành phẩm. Trời, ta nói nó nhanh gọn lẹ, chưa đến 30 giây. Xong sau đó tôi sẽ bỏ tủ lạnh để cỡ 4-5 tiếng là ăn được rồi. Đây đây, kem xong rồi, tôi mời ông chồng tôi ăn. Thiệt chứ, trên đời này con nhỏ không biết nấu ăn mà tối ngày vậy người ta nấu ăn. Xin lỗi nha, tôi làm mấy món đơn giản thôi. Bữa nay làm khoai lang ngào đường thốt nốt nè. Đơn giản cực kỳ, chuẩn bị cho tôi khoai lang nè. Một chén đường thốt nốt, một thau nước, bỏ một tí muối vô hòa tan. Mấy bà cô tôi làm gì nè nghe. Không biết nấu ăn nhưng mà mấy món dễ thì phải biết chứ. Cắt khoai lang ra từng khoanh như thế này, bỏ vô cái thau nước giùm tôi nha. Để một hồi á ra bớt tinh bột, chiên cho nó giòn hơn, để cỡ 10 phút. Xong rồi mấy bà rửa lại nước sạch để ráo rồi bắt đầu lên chiên thôi. Mấy bà bỏ lửa hơi vừa vừa giùm tôi, đừng bỏ lửa lớn nó khét nha. Chín khoai luôn rồi nè mấy bà, khoai như vậy là vừa chín rồi nha. Đó, nhìn cái màu vàng hấp dẫn ghê chưa. Sau đó tôi sẽ làm tới cái nước đường, bỏ một tí đường thốt nốt, bỏ một ít nước vô hòa tan. Đến khi nào thấy đường nó hơi sệt rồi thì các bà bỏ khoai vô như thế này để ngào là xong rồi đó nha mấy bà. Đó, khuấy đều như thế này. Một chút nữa tắt lửa bỏ xuống là đã có thành phẩm rồi. Trời ơi, ta nói nó hấp dẫn nha. Cắn một miếng khoai nóng nóng, ngọt ngọt, béo béo, xuất sắc mấy bà. Bữa nay trời mưa tầm tã, không có đi đâu được. Ở nhà tôi làm món chuối ngào đường ăn nè mấy bà. Tôi chỉ mấy bà làm cực kỳ đơn giản. Đầu tiên mấy bà mua giùm tôi nãy chuối vừa chín tới thôi nghe. Mua giùm tôi một bịch đường nâu, nhớ là đường nâu nha mấy bà. Rồi sau đó mấy bà chuẩn bị một thau nước, bỏ tí muối, nặng tí chanh vô giùm cho tôi. Đó, sau đó mấy bà lột chuối ra, bỏ vô ngâm tầm 5 phút để nó giảm đi cái mủ chuối, chút nữa ăn ngon hơn. Xong tiếp theo là đến phần ướp chuối nè. Với 16 trái chuối tôi ướp 250g đường, tôi xiên chuối vô để một hồi đường nó thẩm thấu, ăn trong trái chuối nó ngon. 200ml nước nha mấy bà bỏ thêm 50g đường, quậy tan đường xong vừa nóng mấy bà bỏ chuối vô bắt đầu ngào nha mấy bà ơi. Ngào chuối rất là lâu, hơn 1 tiếng mấy, gần 2 tiếng á. Tôi bỏ ống vani xong rồi tôi đậy nắp tôi đợi nha. Rồi xong rồi khi vừa lên mở nắp ra là ta nói nha, nhìn trái chuối cái tôi đứng ngồi không yên vậy đó, nó hấp dẫn gì đâu quá mấy bà. Gấp từng trái chuối mà nước miếng nó chảy nha, mấy đứa nhân viên nó đứng sau nước miếng chảy đợp đợp vậy đó.